Mời các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn trẻ đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thành Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. Xin chào các bạn, rất vui được quay trở lại với chương trình Tri Thức Gamer. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề 10 loại trái cây chứa ít đường nhất. Chúng ta cần đường để tồn tại, về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng ăn quá nhiều trái cây cũng có thể làm tăng lượng đường huyết. Tuy nhiên, chúng ta không nên loại bỏ trái cây ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày để cố gắng hạn chế lượng đường, vì chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa, và việc tăng lượng trái cây và rau củ trong khẩu phần ăn cũng được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư và đột tử. Thay vào đó, hãy dùng các loại trái cây có chứa lượng đường thấp. Tuy nhiên, không có bất kỳ định nghĩa rõ ràng nào về là trái cây ít đường. Chỉ có trái cây chứa hàm lượng chất xơ và nước cao làm loãng lượng đường hoặc carbohydrate trong đó. Hãy cùng Tri Thức Gamer phân tích về 10 loại trái cây ít đường sau đây nhé. Đứng đầu vị trí của chúng ta trong bảng xếp hạng này là quả bơ. Bơ là một loại trái cây rất ngon và ít đường, khiến nó trở thành món tráng miệng hoàn hảo. Chỉ cần thay bơ vào các món ăn chơi hàng ngày của bạn như trà sữa, bánh kẹo, milkshake, bằng một quả bơ là đã không lo béo. Quá tuyệt vời đúng không? 1/3 quả bơ chứa 80 calo, 7 gram fat, 4 gram cáp, 0,3 gram đường, 4 mg natri, 3 gram chất xơ và 1 gram protein. Dưa hấu. Dưa hấu có thể là món ăn phục hồi sau tập luyện yêu thích của bạn. Trong một nghiên cứu nhỏ từ tạp chí Agricultural Food Chemistry, các nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng axit amin trong nước ép dưa hấu đã giúp vận động viên phục hồi nhanh hơn, giảm cảm giác đau nhức. Một ly nước ép dưa hấu chứa 46 gram calo, 0 gram chất béo, 12 gram cáp, 10 gram đường, 2 gram natri, 1 gram chất xơ và 1 gram protein. Và một điều đáng mừng nữa là dưa hấu cũng có rất nhiều chất chống oxy hóa, tên là lycopene. Ba, táo. Táo là bữa ăn nhẹ hàng ngày hoàn hảo vì hàm lượng chất xơ cao. Khi gặp nước, nó sẽ nở ra, tạo cảm giác no như khi bạn ăn một chén yến mạch vậy. Chúng cũng được chứng minh là làm giảm mức cholesterol xấu trong bạn. Mỗi quả táo nhỏ chứa 77 calo, 0 gram chất béo, 21 gram cáp, 15 gram đường, 0 gram natri, 4 gram chất xơ. Dâu. Mỗi ly sinh tố dâu chứa 49 calo, 0 gram chất béo, 12 gram cáp, 7 gram đường, 2 mg natri, 3 gram chất xơ và 1 gram protein. Thật tuyệt vời vì trái dâu chứa đầy vitamin C và các chất chống oxy hóa khác. Có một lượng chất xơ tốt nên có thể giúp giảm viêm nữa. Vị trí thứ 5, bưởi. Bưởi có hàm lượng đường thấp, với vị chua đặc trưng, chúng ta sẽ hấp thụ được một nửa lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày chỉ với nửa trái bưởi. Tuy nhiên, chúng ta cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia sức khỏe hoặc bác sĩ, vì FDA đã cảnh báo rằng bưởi và nước ép bưởi có thể gây ra tác dụng xấu đối với một số loại thuốc, bao gồm cả statin, thuốc làm giảm lượng cholesterol máu và thậm chí là một số loại thuốc kháng histamine. Histamine là một amin sinh học có liên quan đến hệ miễn dịch cục bộ cũng như việc duy trì sức năng sinh lý của ruột và hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh. 1/2 trái bưởi chứa 41 calo, 0,2 gram chất béo, 10 gram cáp, 9 gram đường, 1 gram chất xơ và 0,8 gram protein. Chanh xanh. Mỗi trái chanh xanh trung bình chứa 20 calo, 0 gram chất béo,
7g cáp, 1g đường, 1mg natri, 2g chất xơ và 0,5g protein. Đây là một loại trái cây có lượng đường thấp tuyệt vời. Chỉ có 1g đường trên một trái chanh, chúng ta sẽ nhận được gần như 1/3 liều vitamin C cần thiết hàng ngày trong một trái chanh. Vì vậy, đừng ngại sử dụng nó để làm nguyên liệu trong các món ăn hàng ngày nhé. Ô liu. Một nghiên cứu mới từ America Journal of Hypertension cho thấy dầu ô liu giàu polyphenol có liên quan đến việc giảm huyết áp ở những người bị cao huyết áp hoặc tăng huyết áp. Dù chứa ít đường, nhưng ô liu thường được bán trong lon và họ có hàm lượng natri cao, vì vậy hãy chú ý đến thành phần của sản phẩm. Mỗi 2 muỗng canh dầu ô liu chứa 20 calo, 2g chất béo, 0,5g chất béo bão hòa, 1g cáp, 0g đường, 124mg natri, 0g chất xơ và 0g protein. Vị trí thứ 8, dưa chuột. Từ lâu nay, dưa chuột đã biết đến như một loại thực phẩm thần kỳ giúp giảm cân và chúng thực sự là một loại trái cây. Chúng ta nên ăn 3 quả dưa chuột trong một khẩu phần ăn vì cơ bản chúng được cấu tạo từ nước, khiến chúng trở nên thật tuyệt vời để nhâm nhi. Một nửa cốc dưa chuột chứa 8 calo, 0g chất béo, 2g cáp, 1g đường, 1mg natri, 0g chất xơ. Quá ít calo và quá ít đường đúng không nào? Vị trí thứ 9, cà chua. Mỗi ly nước ép cà chua chứa 32 calo, 0g chất béo, 7g cáp, 5g đường, 9mg natri, 2g chất xơ và 2g protein. Được biết, cà chua là một nguồn giàu carotenoid lycopene giúp bảo vệ da, chống lại tia cực tím, nhưng nó không thể thay thế cho SPF đâu nhé. Cà chua tốt cho xương và thậm chí giúp ngăn ngừa hen suyễn. Vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng của chúng ta, bí đao. Bí đao thường được biết đến như một loại quả nhiều tinh bột. Nó giúp cung cấp nhiều lợi ích hơn so với các loại tinh bột khác như bánh mì hay là khoai tây. Về mặt kỹ thuật, chất xơ trong hai quả này giúp ổn định lượng đường trong máu, đồng thời làm chậm quá trình tiêu hóa, giữ cho đường ruột khỏe mạnh và cho bạn cảm giác no lâu. Mỗi một ly bí đao chứa 63 calo, 0g chất béo, 16g cáp, 3g đường, 6mg natri, 3g chất xơ và 1,5g protein. Loại trái cây này rất khó để ăn như những loại trái cây khác, nhưng đừng vì vậy mà từ chối những giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại. Hãy cố gắng chế biến chúng thành những món ăn ngon nhé! Loại trái cây trên không chỉ chứa ít calo, ít đường, giá trị mà chúng mang lại cho bạn đó là không những vitamin, khoáng chất và các chất có lợi cho sức khỏe của bạn. Bạn vẫn được ăn no, không lo béo mà còn lợi về sức khỏe, tội gì mà không ăn. Chúng chứa ít lượng đường và ít calo, vì vậy hãy vô tư chế biến chúng thành những món ăn thức uống thật ngon và bổ dưỡng để thưởng thức nhé. Bạn cũng có thể ăn chúng trong những bữa chính nữa. Đừng ăn kiêng một cách quá nhạt nhẽo. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục giấc mơ thể hình của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Buổi phát thanh hôm nay sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát thanh tiếp theo.